Hello anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại Pro theo kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục làm một chuyến đi mua chim anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ mang theo 500.000 để xem với số tiền là 500.000 gì xem. Con này nó biết gáy không hay là nó kêu? Gáy hay mà. Gáy như thế nào? Nó gáy kiểu nào? Ui, con nó to hơn cái con này nhiều ạ. Mắt lỏ luôn. Khiếu đây. Ở mấy cái lồng tròn tròn kia toàn là khiếu anh em ạ. Ui, khiếu bằng má. Như con khiếu bằng má hay là con trống là bao tiền? Con trống là 700-800, con mới thôi. Con trống trống mộc là 700-800. Còn con mái là 500. Có con yến phụng này nhiều màu phết anh em ạ này. Ừ, yến mắt đỏ đấy, con trắng. Yến mắt lỏ. Con yến phụng của mình nó bị sổng mất rồi. Bây giờ nhìn lại cũng muốn mua nhưng mà sợ lại mang về lại sổng mất. Thế như kiểu cái con yểm này là bán bao tiền? Con yểm đấy là bán 1.7 triệu. 1.7 triệu cái con này. Con sáo là 300. À. Cái con yểm kia 1.7 triệu anh em ạ. Cái này cái con to to này. Vâng, con này nó to to ngang bằng cái con chim săn ở nhà mình luôn. Khiếp thật. Con này đúng là láng lồng tiền bát gạo rồi mà. Không biết là mang về thì có làm được việc gì không. Ở trong cái lồng con quế lâm này mình thấy có cái con này các bạn này, không biết con chim gì luôn. Con này con chim gì nhỉ? Bắt ơi. Bắt đâu kìa. Hả? Không cần bắt vậy. Không biết rồi đấy. Con này phải vào cám nó cơ, nó không ăn chuối đâu. Sướt hết mỏ rồi.
có 7 triệu 7 đến 5 triệu chít 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 chít. Giống kiểu con hồng hạch ấy. Không biết có phải con hồng hạch không. Mình định tính là sẽ mua hai con cua gáy này anh em ạ. Cái loại cua gáy ngói này. Không biết có phải cua gáy ngói không, tên nó không biết nữa này. Mắt nó lỏ anh em ạ, với lại cái màu lông của nó cũng nhìn lạ hơn so với những cái con cua gáy nhà của mình đang nuôi. Cua gáy thì đặc biệt là nó khép sinh sản rất là dễ. Còn cái con trẻ than mái nữa, chắc là mình sẽ mua cái con trẻ than mái này. Đấy, con này. Con trẻ than này nếu mà mua thì chắc là tầm 100, 150 rồi anh em ạ. Con này con mái. Chà mà chắc là mình sẽ không mua đâu. Tán là anh ta. Con này giống như con bồ câu ở nhà ấy. To không to bằng con bồ câu luôn. Kích thước của nó. Cù mắt lỏ, tên nó cù lỏ. Ý. Còn một con chòe mái nữa. Cha Mao ở nhà có rồi. Ông tuấn ấy. Tuấn nói đấy. À là? Ừ. Thế không được. Bác kỷ niệm cho mình cái con chim này anh em ạ. Bảo mình về vào cám. Chưa vào cám đâu. Vào cám rồi đó. Thế cháu xin. Như vậy số này thành 500 anh em ơi. Có con lôi cô gái này là 500 thì bác bớt cho 100. Thêm cái con trẻ than nữa là thành 500 tròn. Về cái này không biết là có đạp nhau không nhỉ. Chắc không sao đâu bác. Trăm rưỡi. Chắc chắn là con trống không? Cái con ngũ sắc này này. Trống, trống, cổ nó bỏ ra. Xuống dưới này có cái con này anh em ạ này. Con này không biết là con chim gì nữa. Cũng là cua nhưng mà nó lạ lắm. Bảo là cua hồng thế. Ok, mình vừa về tới nhà anh em nhé. Với số tiền 500.000 mình có thể mua được rất nhiều loại chim luôn. Tùy ý chọn anh em ạ. Ở trên trời thì nó chỉ có cái con là... cái con chim gì nhỉ? Nó gọi là con sáo ở trên cổ đó mà bà kia bảo là định giá 1.700.000 là cái con kia là lắt thôi. Có nghĩa là con kia nó to thật. Nhưng mà không biết là mua về có tác dụng gì không. Mình chỉ thấy nó to thôi anh em ạ. Còn là đây 500.000 mua được 4 con. 2 con cu ngói. Một cái con chòe và một con nữa là bác kia kỷ niệm cho. Cái con kia thì chắc là mình bỏ ra là mình cứ thả đi thôi. Nhưng cảm giác nó vẫn còn bay khỏe này. Bởi vì là vào cám nó khó anh em ạ. Nên cho nó về rừng nó nhặt sâu đi. Bây giờ mình sẽ mở cái con cu gáy mình vào đây. Con đầu tiên là con chòe này. Con này con mái rõ ràng rồi. Mình sẽ mang về để ghép sinh sản với con này anh em ạ. Ghép đẻ. Này. Biết con này thế nào không? Mái đấy. Ô. Cho tay vào thì mổ tay ác. Còn cho con này vào thì thôi rồi. À đây rồi. Bắt đầu rồi. Hê hê. Nào bỏ nó vào cái lồng nó tạm tạm trước đi. Chòe. Tiếp theo là con cu gáy. Đây anh em ơi. Đây là con cu gáy mắt lỏ. Hay còn gọi là cu ngói. Màu lông quá này.
Con này thật ra ở một số chỗ ấy, mình được đi mua một lần rồi, nó không lên tận một lôi 500.000, 400.000 đâu. Mấy con 50.000 không ai mua anh em ơi. Riêng dòng cu này là nó ít khi nó gáy lắm. Mấy con 50.000 không ai mua đâu. Nhưng mà mình tính là mình sẽ siêu tầm. Với lại hôm nay lên thì gặp hai con này là một lôi, mua về kiểu gì thì kiểu ghép hình sản sẽ thành công anh em ạ. Thế là mua. Đây là con mái này. Con mái thì máu nhạt hơn. Rồi, hai con chuẩn bị cho mùa sinh sản sắp tới. Còn một con nữa trong này này, con chim bé bé kêu rồi. Đây, con chim bé đây anh em ạ. Ôi giời. Bay luôn. Bay khỏe phết. Con này mình xác định mang về là chỉ có thả đi thôi mà, để cho nó bắt sâu. Ok, đây là va thành biên mới. Sâu đây. Ăn đi. Con chuè này còn chưa biết là nó vào cám chưa nữa. Sợ còn chưa biết cám ấy chứ nhở. À, ăn sâu rồi anh em ạ. Mình vừa cho con sâu quy rồi, nó mổ ăn rồi kìa. Nhìn bóng bộ cũng như cái tướng của nó ấy, thì giống con trống. Nhưng mà màu của nó thì lại màu của con mái. Mình sẽ để hai con chim cu gáy của mình ở chỗ này để cho nó thuần trước. Khi mà nó thuần rồi mình sẽ làm một cái AV cho nó để mà nó ghép cũng như là sinh sản, làm tổ các kiểu. Dưới đây con gà rừng kìa. Con gà rừng mình cũng bỏ đây, chỗ mà mình hay đi qua đi lại. Con gà, con chim nó thuần rất là nhanh luôn. Đây cũng là cách mà mình hay áp dụng đối với mấy con chim trà mào ở nhà mình, cách thuần. Nhưng mà trường hợp anh em gặp với con chim nào mà nó nhát quá mà muốn thuần nó nhanh thì cứ bỏ chỗ nào mà nhiều người qua lại, là con chim kiểu gì kiểu nó cũng sẽ thuần nhanh hơn so với những con mà mình đi giấu, đi ủ. Bỏ này tự nhiên thật. Bỏ phát là ăn chộp. Con trống thì bé hơn con mái. Mái thì to hơn. Thay nước nó kìa. Lội chim đi. Nhanh. Ô kìa. Chim đâu? Con này nó được xuống ruộng mà nhìn nó phấn khởi thế. Hả? Sao lại phấn khởi thế? Gặp chuột à? À, mình đang cầm theo cái cần câu này để đi câu cá suối anh em ạ. Đi chuyển qua mấy cái suối kia, lâu rồi không đi câu cá suối. Đã ruộng. Phần lớn ở trên suối là toàn là con cá rô, cá chép. Cá chép ít khi được lắm. Cá rô với cá quả. Ra cầu ao xem nào. Cá hình như mấy hôm trước trời mưa lũ nó cuốn hết rồi sao ấy anh em ạ. Không có một con cá cắn câu luôn. Ô, lại
kéo thôi à? Nhanh thế. Ui, u lù dữ. Con này thì mới láng gọi là ăn được cái này anh em ơi. Con này to chưa? Ui rồi to chả bá luôn. Bằng à, lớn hai ngón tay anh em ạ. Cũng cũng không to mấy đâu. Nhưng cá nó bắt đầu kéo về rồi đấy. Một con. Đấy đấy đấy. Cắn rồi đấy. Kéo rồi. Kéo rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn chưa căng dây. Ui rồi, rồi luôn. Ui. Ô con cá thế này. Vai. Cá gì thế này nhờ? Ô cá cá chám à, cá chám à. À đâu? Ô cá chép mà. Nhưng con cá chép sao nó còi thế nhờ? Ui rồi. Còn đúng mỗi bộ xương anh em ạ. Ở đây, lây rõ ràng là con cá chép nhá. Hay là cá trôi nhở? Lú thật anh em ạ. Mình bị hơi bị choáng mấy cái này đấy. Ui. Cá này, hay là vẩy nó lại ngược lên. Cơ bắp chưa? Nếu mà nó là một vận động viên thể hình thì có thể nói là body quá là căng. Nhưng mà chắc là không phải đâu. Nó còi anh em ạ, nó gầy quá. Còn cá chép gì mà. Ôi dồi ôi luôn. Khéo khi tí đã câu được cả cái con cá chấm đấy. Đấy, đấy bắt đầu kéo kìa. Ôi dồi nhạy thế. Sướng. Căng dây chưa? Từ từ, lưỡi kẹp căng dây trước anh em nhé. Căng dây này. Đấy. Cá đây. Anh em xem cái cần của mình này. Nó cong luôn đấy anh em ạ. Câu cái này nó mới sướng. Hai con rồi. Thích chưa? Quá ấu dề luôn. Cá rô phi trắng bốp này. Đấy, lại kéo rồi kìa. Úi dồi. Ok, ba con. Thích chưa? Câu cá thế này thì quá đỉnh luôn anh em ạ. Câu cả ngày không chán. Câu thêm 3 con nữa đủ ăn rồi nhỉ. Nhà có 5 người. Mỗi người một con nữa là cho con chim mình bịp ăn. Là hết phẩm. Giật phát nữa này. Ui. Cá này đơn giản thật đấy anh em ạ. Này. Nằm im luôn, kéo này nằm im luôn chứ. Không nhúc, không nhích gì. Ô ảo nhờ. Cái như là mắc vào, à đâu, mang ra cắm vào ấy. Không nhảy, không nhót được luôn. Bốn con rồi. Thôi, lũ ăn rồi anh em ạ. Được 4 con. Mang về mình làm nước chấm. Cho thêm nắm rau vào. Hợp lý ngay. Con này vừa mới dính câu, mình sẽ cầm thế này về luôn. Cho nó máu anh em ạ. Mấy cái ăn kia cho vào túi.
Trời bên ngoài cũng gọi là tối rồi. Ok, thì chắc là video của mình cũng xin phép dừng lại đây thôi anh em ạ. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.